Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Mình là Khương Louis. Thì chắc cũng hơn 2 tuần rồi mình chưa ra video. Nhiều các bạn cũng hỏi thắc mắc về tại sao mình lại không ra thêm video và mình không ra video đều hơn cho kênh của mình. Cũng như là những các bạn quan tâm tới mình những cái video mà mình hướng dẫn những một cái số, cũng như là video mình hướng dẫn các bạn cơ bản về những cái tình huống cũng như là những cái kỹ thuật cơ bản của thủ môn. Thì là mình thời gian gần đây khoảng ngày 24 tháng 3 vừa rồi thì mình mới khai trương một cái quán nước trà và bia, quán chill buổi tối, hoạt động từ 18 giờ tới 23 giờ đêm, thậm chí là nhiều hôm tới khoảng cỡ 24 giờ đêm là nữa, rồi qua ngày hôm sau á rất là khuya. Cho nên là khi dậy thì buổi tối mình ngủ, nhưng mà sáng mình thức dậy là nó cũng hơi mệt, cho nên mình không có nhiều thời gian để mình có thể đi tập được vào buổi sáng nữa. Và khi mình thời gian buổi tối mình toàn thời gian ở quán như vậy thì mình đi chơi sân 7, sân 5 thì cũng không có thời gian để chơi, vì thời gian đầu mình mất rất là nhiều thời gian cho cái quán để mình xây dựng thời gian đầu và cho nó ổn đi vào ổn định, thì mình bắt đầu mình mới có thời gian mình đi ra sân nhiều hơn về để mình có những video cho các bạn xem hơn. Video gần nhất gần đây là video về những tình huống về sân 7 của mình. Đây là những tình huống và những trận banh trước Tết, vì chơi rất là ít, cũng như là mỗi tuần thậm chí mình chỉ chơi một trận, mà thậm chí là mình không chơi. Trung bình thì mỗi tuần chơi 2 trận, nhưng vì bị bận quá mình chỉ chơi được 1 trận. Và gom nhiều trận lại với nhau như vậy thì mình mới ra được một cái video. Thì mình canh khoảng cái tầm khoảng 5 tới 7 phút thì mình mới ra một video cho các bạn xem được. Vì mình phải cắt và mình dựng cái kia cũng mất rất nhiều thời gian. Và cái quán của mình thì là đây, mình sẽ cho các bạn xem quán của mình nó là đây. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ. Rồi. Má cái này nó đéo kêu dục. Ngồi ghế chưa? Ghế chưa? Đó, quán của mình là ở 195 Tô Ký, ấp Mỹ Huệ, xã Trung Chánh, Hóc Môn. Thì nghe ấp với Hóc Môn như vậy thì tưởng xa, nhưng mà thực chất nó cũng ngay khu vực quận 12 Hóc Môn thôi, làm ngay khu vực đường Trung Chánh, đường Tô Ký hoặc đường lớn đó. Các bạn có mà đi ngang á buổi tối hoặc là nhà ý muốn ghé mình chơi thì các bạn có thể ghé địa chỉ này, hoặc là inbox hoặc là có số điện thoại của mình á, các bạn có thể ghé, mình có thể tiếp các bạn ở quán nha. Nếu ghé các bạn có thể ghé trước, gọi trước hoặc nhắn tin cho mình để mình có khi là mình sẽ không có ở quán thì hôm đó mình sẽ off vì mình đã có nhân viên làm. Tiếp theo là về vấn đề nhiều bạn hỏi là mình sẽ quay video bằng cái gì, quay cho các bạn xem những cái tình huống trong trận á, quay bằng cái gì đây thì giới thiệu luôn cho các bạn luôn là quay bằng con GoPro. Con mình đang cầm đây là GoPro 5 Hero Black. Con GoPro 5 này là nó thuộc các bạn là nó hơi thấp so với hiện tại anh em chơi về GoPro và camera hành trình để quay phim. Thường là camera này chuyên cho mọi người quay hành trình, để trên nón hoặc là sẽ cầm tay đúng không? Rất là nhiều, dòng này đã là dòng chống nước rồi. Thì khi các bạn muốn tìm hiểu về dòng này thì có rất là nhiều hội nhóm để các bạn tìm hiểu về dòng này. Nhưng nếu quay về bóng đá không cần nhiều về hình ảnh quá sắc nét hoặc là những tiêu chí cao hơn thì các bạn có thể dùng GoPro 5 là được rồi nhé, đừng dùng thấp hơn. Tầm 5 là được, lúc đó mình định dùng 7 cơ, nhưng mà mình tập chơi con 5 trước. Mình thấy con 5 này quay buổi tối thì cũng rất là ổn, và cũng có hỗ trợ chống rung cũng tạm được đó. Thì những video mình quay ở sân bóng đều là dùng GoPro này. Thì cái dùng GoPro này để quay như thế nào, những phụ kiện đi kèm cần những gì vân vân, và thẻ nó dùng như thế nào thì mình sẽ làm ở một cái video khác cho các bạn, nếu các bạn quan tâm về cái vấn đề dùng cái này, để các bạn có thể quay lại những tình huống các bạn cản phá này và những tình huống bị vào lưới vân vân thì rất là nhiều, để các bạn người bạn có thể tự xem lại và rút ra kinh nghiệm sau mỗi trận đấu rất là tốt. Thì rất cảm ơn mọi người đã quan tâm đến kênh của mình, vì kênh của mình hiện tại đã đạt 1.000 subscribe. Cảm ơn các bạn đã đăng ký rất là nhiều, vì mình không ra video nhưng lực subscribe và lực là xem trang vẫn rất là tăng, vì có những cái video của mình nó đúng trọng tâm và cho mọi người cần. Sau đây mình cũng sắp tới giờ mình đi bán rồi, mình sẽ dọn quán trước.
Thì rất cảm ơn mọi người đã quan tâm tới kênh của mình và ủng hộ của mình trong thời gian vừa qua. Thì qua tuần sau thì bữa nay hôm nay là chủ nhật, mình quay hôm nay là chủ nhật ngày 10 tháng 4. Thì qua tuần sau thì quán mình cũng đã dần dần ổn định hơn. Và mình sẽ có thời gian đi chơi nhiều hơn và mình sẽ cố gắng ra sân banh. Mình sẽ ra thêm nhiều video cho các bạn có thể là chơi tốt hơn một phần nào đó, giải quyết được những cái tâm lý, những thắc mắc của mọi người về bóng đá cũng như là về vị trí thủ môn nhé. Một lần nữa thì mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và ủng hộ tới kênh của mình. Mình sẽ qua tuần sau, hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 10 tháng 4. Qua tuần sau là ngày mai thứ hai, mình sẽ có một trận sân 7 với đội của mình. Thì mình sẽ cố gắng ra thật nhiều video hơn cho anh em mọi người có thể xem và rút kết thêm những cái kinh nghiệm. Mình cố gắng ra những cái video hướng dẫn mọi người và cá nhân mình là khi mình mới chơi cho tới tận bây giờ thì chắc được cỡ một năm hoặc hơn một năm. Vì mình bị chấn thương đầu gối, mình bị đứt dây chằng khi mình đá tiền vệ năm 2015. Mình mổ mình chơi lại thì mình quyết định chơi vị trí thủ môn. Vì thực sự là khi mình mổ lại nó mổ hơi trễ, mổ tới 2018 là trễ tới 3 năm cho nên là mổ thực sự là gối mình nó không còn ngon như hồi bình thường khi mới mổ, hoặc là gối mình không phải như là người như bản lành. Cho nên là mình quyết định chơi vị trí thủ môn và mình gắn bó với vị trí này. Thì mình sẽ cố gắng ra nhiều video hơn qua tuần sau, vì quán mình đã dần dần ổn hơn thì sẽ ra video cho các bạn, hướng dẫn những các bạn những cái cơ bản và những cái mình đã đúc kết được trong một năm qua khi chơi bóng và khi mình tập. Hiện tại thì mình đang tập cùng một team những anh em ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây video chia sẻ những bài tập của mình trong hai tuần qua đây nha. Đây. Đây. Nói anh. Đúng rồi. Đây. Đó, đây. 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 Đó. Cái gì vậy? Đó, ông này đó. Để nói chuyện như kia đó, kia like không? Không. Đây. Cái gì vậy? Lại nhớ. Đây. Bơi, đây. Đúng rồi. Không. Ủa cái gì? Không. Bắt bạn là chết nha anh em. Mày bắt bạn trời. Mặn táo luôn. Mày xạo. Trời ơi. Vô. Cố anh Khương nè. Ở đây mà với sọ bị rồi cái cống đâu nữa. Không. Đi. Được. Nhanh. Hộp. Đó là những cái đoạn video ngắn của mình tập cùng team trong 2 tuần qua vào sáng thứ bảy sân cỏ tự nhiên. Mình thấy những bài tập này cũng rất là hữu ích và nó thực chiến trong sân 7 và sân lớn rất là nhiều, không thiên về sân futsal nhé. Mình chỉ tập về cơ bản của thủ môn về sân lớn thôi, tất cả những gì của về thủ môn về sân lớn và của những cái như thủ môn chuyên nghiệp. Nhưng anh em chỉ đi bắt phủi, bắt sân những cái trận đấu giao hữu phủi, nói chung là những trận đấu bình thường, không phải là thi đấu gì quá căng thẳng. Cá nhân mình thì cũng chưa tham gia những giải đấu nào lớn về sân 7, sân 5, kể cả sân 11, vì mình mới chơi lại đây thôi. Cũng chủ yếu thiên về tập luyện và giữ thể trạng để mình có thể công việc v.v. Trong năm nay thì nếu mà có cơ hội và có những đội nào mà mời mình thì mình sẽ cũng cân nhắc thì tham gia để mình có thể cọ sát nhiều hơn. Các bạn muốn phát triển và muốn làm tốt hơn cũng như là chơi thông minh hơn và lên trình lên tay hơn thì
nên cố gắng tham gia những giải đấu để mình bớt cái tâm lý của mình khi vào sân, và khi trong giải đấu các bạn sẽ rất là máu lửa và đúc kết được nhiều kinh nghiệm khôn khéo hơn trong những giải đấu rất là nhiều và trưởng thành hơn rất là nhanh. Thì một lần nữa mình xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại ở video lần sau, mình sẽ chia sẻ nhiều hơn cho các bạn về những thắc mắc nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình.